Trong buổi họp báo trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản, huấn luyện viên Chu Xie tự tin tuyên bố, nếu ngày mai đội tuyển Việt Nam không có kết quả như mong muốn trước Nhật Bản thì cơ hội vẫn chưa kết thúc. Đội thứ ba có thành tích tốt cũng đi tiếp. 4 năm trước chúng ta cũng đi tiếp theo cách này, thậm chí chúng ta may mắn vì xếp trên nhờ chỉ số phụ, có ít hơn một thẻ vàng. Tôi nói thế không có nghĩa ngày mai, đội tuyển Việt Nam không thể tạo bất ngờ. Đá 10 trận có thể thua 9 trận nhưng biết đâu ngày mai chúng ta có kết quả tích cực hay chiến thắng. Bình luận về phát biểu của huấn luyện viên Chu Xie, báo giới Hàn Quốc cho rằng ông không hề ảo tưởng khi đặt mục tiêu thắng Nhật Bản. Tờ MMI bình luận, huấn luyện viên Chu Xie không hề ảo tưởng. Vẫn biết là đội tuyển Nhật Bản đang thi đấu thăng hoa khi giành chiến thắng trong 10 trận đấu liên tiếp trên mọi đấu trường nhưng trong những năm qua, họ thường gặp khó khăn mỗi khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Trong lần chạm trán gần nhất ở vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Nhật Bản đã bị đội tuyển Việt Nam cầm chân với tỷ số 1-1 trên sân nhà. Trước đó, trong trận lượt đi, Samurai Xanh cũng chỉ thắng 1-0 trên sân Mỹ Đình trước đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo. Tờ New 1 cũng lên tiếng ủng hộ phát biểu của huấn luyện viên Chu Xie, bất ngờ có thể xảy ra bất kỳ lúc nào ở Asian Cup. Thậm chí, ngay cả những đội bóng mạnh ở châu lục cũng thường xuyên khó khăn. Ở trận gặp đội tuyển Việt Nam, Nhật Bản cũng không có cầu thủ chạy cánh nguy hiểm là Kaoru Maitomo. Do đó, Rồng Vàng hoàn toàn có cửa nghĩ về kết quả tốt trước Nhật Bản. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản sẽ diễn ra vào lúc 18:30 ngày 14 tháng 1.